xin đưa chị Kim Thảo vào bên trong để gặp chuyên gia. Xin chào chị. Và mong muốn của chị là muốn để nguyên đôi dài, nhưng mà có một cái kiểu tóc, một cái form tóc, cho nên em chỉnh sơ đi xíu phần tóc và em nhuộm lại một cái màu tóc mới hoàn toàn là hợp với làn da của chị. Còn về phần makeup thì em sẽ trang điểm nhẹ nhàng và sang trọng trẻ trung hơn cho chị và phù hợp với cái trang phục chị đang mang hôm nay ạ. Chị Nguyễn Thị Kim Thảo, một thợ may tại nhà, tham gia chương trình với mong muốn được trải nghiệm một ngày dành riêng cho bản thân để được đẹp hơn trong mắt ông xã và cô con gái nhỏ. Hãy xem chị ấy sẽ thay đổi ra sao. Trước khi biết được chị Kim Thảo của chúng ta ngày hôm nay sẽ được thay đổi như thế nào thì bây giờ hãy cùng trò chuyện với người nhà của chị Kim Thảo quý vị nha. Chị Thảo thì tính chị Thảo rất là hòa đồng, vui vẻ và nhưng mà chỉ ăn mặc đơn giản lắm. Mỗi lần đi chơi hoặc là đi tiệc này nọ chỉ mặc một cái đầm sơ vậy thôi. Không có gì mà để cầu kỳ này kia hết. Nên khi mà biết được chị Thảo mà tham gia cái chương trình Tự tin để đẹp thì rất là ủng hộ chị. Thế thì còn chị à? Khi mà biết chị Thảo tham gia vào chương trình thì chị có phản ứng gì không? Dạ em cũng vui lắm, cũng ủng hộ hết mình. Vui và ủng hộ dạ, đúng không? Dạ, thường ngày chị Thảo cũng đơn giản. Dạ. Thậm chí bản thân chị cũng không có chăm sóc cho chị, mà da thì rất là khô. Dạ, cho nên là nghe chị đi cái Tự tin để đẹp này cũng ủng hộ. Ủng hộ, mọi người đều vui vẻ đúng không? Dạ. Chị muốn sẽ đổi một kiểu tóc nào đó nó khác với lại bây giờ, hình như là cứ ngày mỗi ngày là thường là vậy nè. Nó sẽ có một khi mà đi đâu xõa ra thì nó sẽ có một cái kiểu tóc nào đó nó hợp với chị hơn. Thứ hai nữa là mặc cái bộ đồ nào cho nó lạ và nó đi trong đi tiệc á, trong chương trình nó sang hơn về cái một cái phong cách đó. Thì em sẽ bật mí cho mọi người một chút xíu nha. Mọi người biết chị diễn viên Kim Khánh không? Biết đúng không? Em chỉ hỏi như vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Kim Thảo. Xin mời. Trời ơi, phải chị tôi không giả. Giống không? Giống Kim Khánh. Các mẹ ra nhìn các mẹ sao con? Các mẹ sao? Đẹp quá. Ông cái này đẹp quá. Thì không biết là riêng chị Kim Thảo cảm xúc bây giờ của chị như thế nào? Chị rất là vui. Dạ thấy không? Mọi người cũng yêu quý mình với lại giống một cái nhân vật nào đó. Giống như là được hưởng lay xíu vậy đó. Nhưng mà khi mà được các chuyên gia tháo màn trên tấm gương xuống đó chị thì lúc đó cảm giác như thế nào? Chị rất bất ngờ và thấy lạ hơn so với 38 năm về trước. Sao này so sánh? Nói chung là từ trước tới giờ chị chưa nhìn được cái hình tượng giống như bây giờ. Giống như lần đầu tiên chị thấy chị hơi ngạc nhiên. Dạ. Và thấy vui. Một chiếc đầm màu nâu nhạt với thiết kế vạt trước ngắn hơn vạt sau và phần vai trần không chỉ tôn thêm vóc dáng của chị Kim Thảo mà còn tạo sự gợi cảm và trẻ trung cho chị ấy. Mái tóc luôn phải búi cao để thuận tiện trong công việc hàng ngày của chị đã được nhuộm sáng hơn, uống bông bên tạo mái lệch và xõa một bên vai. Kết hợp với đó là phần trang điểm nhẹ nhàng, thực sự đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho chị Kim Thảo. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Chị về chịu khó dưỡng tóc thì mình mới có được mái tóc dài đẹp, khỏe đẹp hơn. Còn về cái cách tạo kiểu thì chị để mình như chị sẽ cúp phong cũng đẹp hoặc là đỏ chị uốn. Cái kiểu như em đang làm rất hợp với chị. Vậy còn ví dụ như là dưỡng da thì về nhà dưỡng sao? Về độ tuổi như mình hôm nay thì chịu khó dưỡng ẩm nhiều hơn thì da mình mới khỏe mạnh với mình mang hơn. Dạ. Chị trước tiên là chị cảm ơn chương trình và những ekip đã tạo cho chị một ngày vui và trải nghiệm được một ngày có ngoại hình mới, cái kênh chăm sóc bản thân mình hơn. Tự tin hơn. Cảm ơn chuyên gia Trang. Cảm ơn chị nhiều. Như vậy là một nhân vật nữa của chương trình đã được đẹp hơn.
tươi hơn và tự tin hơn thông qua Tự Tin Để Đẹp. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn tham gia vào chương trình thì hãy nhanh tay đăng ký vào Facebook Tự Tin Để Đẹp quý vị nhé. Và nếu như chúng ta muốn xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thì chỉ cần truy cập vào kênh YouTube MCV Media và hãy nhớ nhấn subscribe quý vị nhé.